Xin chào các bạn nhỏ yêu quý của chương trình Thế giới cầu vồng. Chị xin tự giới thiệu, chị là cầu vồng. Những màu sắc rực rỡ của chị đại diện cho thế giới muôn màu mà chị sẽ cùng các em khám phá. Các bạn nhỏ ơi, trong chương trình Thế giới cầu vồng kỳ này, chúng mình sẽ cùng nhau học cách rửa tay sao cho đúng cách để tiêu diệt được vi khuẩn này. Sẽ được hòa mình vào vũ điệu Việt Nam đánh tan Covid. Nhưng trước đó sẽ là một câu chuyện rất thú vị có tên Tôi sẽ đỡ nếu bạn rơi trong tiểu mục Cuốn sách diệu kỳ. Chúng ta hãy cùng khám phá xem trong cuốn sách của chúng mình có điều gì thú vị nhé. Mây ơi, tớ muốn mình lớn thật là nhanh. Sao cậu lại muốn vậy? Vì mẹ tớ hay bảo, dù ở bất cứ nơi đâu, cũng sẽ có mẹ ở bên con, che chở bảo vệ cho con. Mình cũng còn nói với mẹ là mình cũng sẽ bảo vệ mẹ. Nhưng mẹ lại nói mình còn nhỏ nên chưa bảo vệ mẹ được. Phải chờ khi mình lớn lên. Vậy nên tớ muốn lớn thật là nhanh để mẹ không phải bảo vệ mình nữa. Chị vừa nghe hai bạn nói chuyện với nhau rằng là sẽ mong lớn thật nhanh. Có phải các em nghĩ rằng là khi mình đã lớn rồi thì mình sẽ không cần ai phải bảo vệ che chở nữa, có phải không nào? Vâng ạ, khi em cao, lớn, có sức khỏe thì sẽ không cần ai bảo vệ mình nữa. Ồ, tuy nhiên thì điều đó chưa chắc đúng đâu nhá. Ồ, thế không phải à chị? Ngay bây giờ chị sẽ đọc cho các em nghe câu chuyện Tôi sẽ đỡ nếu bạn rơi và cùng các em giải đáp câu hỏi vừa rồi nhá. Vâng ạ. Câu chuyện kể rằng có một cậu bé đi câu cá giữa biển khơi bao la. Ai sẽ là người che chở cho cậu bé? Tôi, mẹ cậu nói. Tôi sẽ ôm thằng bé thật chặt, chẳng bao giờ để nó đi quá xa tôi. Nhưng ai sẽ là người che chở cho hai mẹ con? Tôi, thuyền trưởng nói. Tôi sẽ lái thuyền và luôn để mắt canh chừng. Nhưng ai sẽ là người che chở cho con thuyền? Tôi, ngôi sao nói. Tôi sẽ đưa thuyền lướt sóng bạc, vượt bão giông, đi tới bến bờ, về với tổ ấm. Người che chở cho tôi, ngôi sao hỏi. Tôi, cậu bé nói, tôi sẽ dướn ra ngoài cửa sổ, nhưng không quá xa đâu. Tôi sẽ đỡ nếu bạn rơi. Sau khi nghe xong câu chuyện này thì hai bạn đã có câu trả lời cho mình chưa? Rồi ạ, em biết rồi, ai cũng cần được bảo vệ chị ạ. Tất cả mọi người phải che chở cho nhau đúng không ạ? Đúng rồi đấy các em ạ. Câu chuyện này tuy ngắn nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Một cậu bé đi ra biển vớt cá vào một ngày giông bão cùng với mẹ. Nhưng sau đó là một sự nối tiếp lẫn nhau về tình yêu và sự chở che. Mẹ cậu sẽ che chở cho cậu khi cậu ngồi bên mạn thuyền câu cá. Bác thuyền trưởng lại lái thuyền và để mắt trông chừng hai mẹ con để hai mẹ con không gặp nguy hiểm. Những ngôi sao lại dẫn lối cho con thuyền về bến bờ. Và cuối cùng, chính cậu bé với suy nghĩ trẻ con ngây thơ, cậu đã nghĩ mình cũng có thể bảo vệ ngôi sao bằng cách đưa vợt ra để nếu nhỡ ngôi sao bị rơi xuống. Các bạn nhỏ, với những hành động đơn giản, chỉ cần là một cái ôm, một nụ cười cũng đã có thể nạp lại đầy năng lượng cho mọi người xung quanh, đặc biệt là những người thân yêu. Đó cũng chính là sức mạnh để mọi người vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Và trong cuộc sống chúng ta cần phải biết san sẻ, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Các em hãy nhớ nhé, mỗi người chúng ta thì đều sẽ có một ai đó dõi theo, yêu thương và ủng hộ mình. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã được đọc một cuốn sách rất hay và ý nghĩa rồi. Chị cầu vồng hứa là sẽ đem đến rất nhiều cuốn sách hay hơn nữa để đọc cho các bạn nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ bạn Phúc An và Thùy Chi trong tiểu mục
cùng bé lớn khôn để xem hôm nay các bạn ấy sẽ đem đến cho chúng ta kỹ năng sống bổ ích nào nhé. Đợi mình đi rửa tay rồi mình quay lại làm tiếp nhé. Sao cậu rửa tay nhanh thế? Thì nhanh chứ, mình làm gì cũng nhanh, chỉ cần xối nước là xong thôi mà. Cậu rửa tay như thế thì không khác gì chưa rửa cả. Cậu đi về tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu cách rửa tay đúng cách. Rửa tay cũng phải đúng cách à cậu? Tất nhiên rồi. Đây nhá, rửa tay gồm 6 bước cơ. Bước đầu tiên ta làm ướt tay bằng nước sạch. Sau đó lấy bánh xà phòng chà vào lòng bàn tay. Rồi chà hai bàn tay vào nhau. Bước số 2, ta lấy lòng bàn tay này để chà vào bàn tay kia. Và ngược lại. Bước số 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, nhấn mạnh các ngón tay và các kẽ ngón tay. Bước số 4, chà mặt ngoài của các ngón tay này vào lòng của bàn tay kia. Và ngược lại. Bước số 5, dùng ngón tay cái của bàn tay này chà vào lòng của bàn tay kia. Và ngược lại. Số 6, ta xoay các đầu của ngón tay này vào lòng của bàn tay kia. Và ngược lại. Và ta rửa tay lại bằng nước sạch. Và lau khô. Cậu thực hiện nhanh quá, sẽ không có hiệu quả đâu. Ôi trời, rửa tay mà cũng phức tạp quá nhỉ. Như vậy thì mình rửa tay bằng nước rửa tay khô cho nhanh. Rửa tay bằng nước rửa tay khô cũng phải làm từng ấy động tác, từng ấy thời gian thì mới có hiệu quả. Vậy à, tớ biết rồi, lần sau tớ sẽ làm như thế. Hai cậu thử rửa tay lại xem nào. Em thân mến, chúng ta vừa được học cách rửa tay sao cho đúng cách để tránh lây lan những bệnh qua đường tay chân miệng. Đặc biệt, thời gian vừa qua, đại dịch COVID hoành hành đã đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người dân trên khắp thế giới. Chúng ta càng thấy được tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh cá nhân mọi lúc mọi nơi, không chỉ giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan mà còn phòng chống bệnh dịch cho bản thân, gia đình và xã hội nữa đấy. Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mục giai điệu nhí mời các em cùng hòa mình vào vũ điệu của bài hát Việt Nam đánh tan Covid để cùng lan tỏa thông điệp chung tay phòng chống Covid-19 nhé.
sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid, dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao bình tĩnh luôn giữ tay vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, nhỏ của chúng mình ơi. Như vậy là chúng mình đã được nghe cuốn sách Tôi sẽ đỡ nếu bạn rơi. Chúng mình đã được học cách rửa tay đúng cách và thưởng thức giai điệu sôi động của bài hát Việt Nam đánh tan Covid. Chương trình rất khuyến khích các bạn thực hiện theo hướng dẫn của chương trình tại nhà và đóng góp thêm nhiều những mẹo vặt hay, hữu ích trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày gửi tới địa chỉ email thegioicauvong@gmail.com hoặc fanpage Thế giới cầu vồng của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh để cùng chia sẻ với các bạn nhỏ của chương trình nhé. Đến đây, chương trình Thế giới cầu vồng số này cũng xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhỏ!